Chào bạn, tôi là Trang KTT. Chào mừng bạn đến với bài thiền giúp thu hút tiền bạc và sự giàu có bằng luật hấp dẫn. Việc thực hành liên tục bài tập này trong 21 ngày sẽ giúp bạn tạo ra những rung động cùng tần số với tiền bạc và sự giàu có về với bạn. Bạn có thể thực hành vào buổi sáng khi thức dậy, hoặc buổi tối trước khi đi ngủ, hay bất cứ lúc nào rảnh trong ngày. Hãy tìm một nơi yên tĩnh, thư giãn để thực hành bài tập này. Bạn có thể ngồi hoặc nằm đều được. Và bây giờ, bài tập của chúng ta bắt đầu. Bạn hãy từ từ nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể, thả lỏng toàn thân, thả lỏng hai mắt, thả lỏng hai tay, thả lỏng từng ngón tay, thả lỏng vùng eo, thả lỏng hai bàn chân, thả lỏng từng ngón chân, thả lỏng tâm trí, thả lỏng đầu óc. Bây giờ bạn hãy hít vào một hơi thật sâu, đặt trên môi nụ cười và từ từ thở ra thật chậm. Hãy tưởng tượng bạn như một chiếc lá đang trôi bồng bềnh giữa mặt hồ. Tiếp tục hít một hơi thật sâu và thở ra thật chậm. Hít một hơi thật sâu, đặt trên môi nụ cười và thở ra nhẹ nhàng. Bạn đang hít vào sự rung động của tiền và sự giàu có. Bạn đang hít vào sự rung động của tiền bạc và sự giàu có. Thở ra. Mỗi khi thở ra, bạn hãy cảm nhận bạn đang thở ra năng lượng của sự chưa tích cực. Hơi thở phá tan những rào cản, khai thông dòng chảy của sự giàu có đến với bạn. Hít vào một hơi thật sâu, đặt trên môi nụ cười và thở ra thật chậm. Hiện tại, bạn đang bước vào trạng thái theta. Trạng thái này gắn liền với tiềm thức, nơi mà tâm trí bạn có khả năng hiểu biết sâu sắc, trực giác phát triển, thể chất và tinh thần hòa làm một trong trạng thái này. Tâm trí của bạn có thể kết nối với vũ trụ và bạn đang thay đổi về tần số. Hít vào một hơi thật sâu, đặt trên môi nụ cười và thở ra thật chậm. Hãy lặp lại những câu khẳng định sau trong tâm trí của bạn. Hít vào một hơi thật sâu, đặt trên môi nụ cười và thở ra thật chậm, thư giãn. Hãy lặp lại những câu khẳng định sau trong tâm trí của bạn nhé. Tôi là tiền, tôi là giàu có, tôi là đủ đầy, tôi là dư giả, tôi là sung túc, tôi là thịnh vượng. Tôi là tiền, tôi là giàu có, tôi là đủ đầy, tôi là sung túc, tôi là thịnh vượng. Tôi là tiền, tôi là giàu có, tôi là đủ đầy, tôi là dư giả, tôi là sung túc, tôi là thịnh vượng. Hít vào một hơi thật sâu, đặt trên môi nụ cười và thở ra thật chậm, thư giãn. Hãy cảm nhận những rung động của sự giàu có ở trên cơ thể của bạn, trên từng tế bào của bạn. Đây là những rung động của sự giàu có. Bạn là tiền, bạn là giàu có, bạn là đủ đầy, bạn là dư giả, bạn là sung túc, bạn là thịnh vượng.
Bạn là tiền, bạn là giàu có, bạn là đủ đầy, bạn là dư giả, bạn là sung túc, bạn là thịnh vượng. Hít vào một hơi thật sâu và thở ra thật chậm. Hãy lặp lại những câu khẳng định sau trong tâm trí của bạn. Tôi yêu tiền và tiền cũng yêu tôi. Ngay bây giờ tôi đang hút tiền về với tôi. Tôi thật sự hạnh phúc và biết ơn vì tiền đã đến với tôi. Hít vào một hơi thật sâu và thở ra thật chậm. Tiền đến với tôi rất dễ dàng, dễ dàng, dễ dàng. Tiền đến với tôi bằng nhiều cách khác nhau. Có nhiều dòng tiền đang chảy về phía tôi. Tôi thấy tiền mọi lúc, mọi nơi. Tôi chào đón tiền. Tiền đến với tôi ngày càng nhiều, ngày càng nhiều. Tôi yêu tiền và tiền cũng yêu tôi. Ngay bây giờ tôi đang hút tiền về với tôi. Tôi thật sự hạnh phúc và biết ơn vì tiền đã đến với tôi. Hít vào một hơi thật sâu, đặt trên môi nụ cười và thở ra thật chậm. Tiền đến với tôi rất dễ dàng, dễ dàng, dễ dàng. Tiền đến với tôi liên tục, liên tục, liên tục. Tiền đến với tôi bằng nhiều cách, nhiều nguồn khác nhau. Có rất nhiều dòng tiền đang chảy về phía tôi. Tôi thấy tiền mọi lúc, mọi nơi. Tôi chào đón tiền. Tiền đến với tôi ngày càng nhiều, ngày càng nhiều. Hít vào một hơi thật sâu, đặt trên môi nụ cười và thở ra thật chậm. Tôi là một siêu nam châm hút tiền và sự giàu có. Tiền rất thích về với tôi. Sự giàu có rất thích về phía tôi. Tôi biết ơn mọi thứ tôi đang có. Tôi biết ơn mọi thứ tôi nhận được. Tôi biết ơn tiền và sự giàu có. Phút qua phút, giờ qua giờ, ngày qua ngày, tôi cảm nhận tiền bạc đang chảy về phía tôi. Tiền đang chảy về phía tôi. Phút qua phút, giờ qua giờ, ngày qua ngày, tôi cảm nhận tiền bạc đang chảy về phía tôi. Tiền bạc đang chảy về với tôi. Hít vào một hơi thật sâu, đặt trên môi nụ cười và thở ra thật chậm. Tiền đến với cách mà tôi muốn và cả những cách mà tôi bất ngờ ngoài sự mong đợi. Thu nhập của tôi càng ngày càng tăng. Cứ mỗi tháng, tiền lại tăng gấp đôi so với tháng trước. Tôi đang sống trong một thế giới giàu có. Vũ trụ luôn ưu ái và yêu thương tôi. Nhiều dòng tiền đang liên tục chảy về phía tôi. Tôi biết ơn vũ trụ. Tôi biết ơn tiền bạc. Hít vào một hơi thật sâu, đặt trên môi nụ cười và thở ra thật chậm. Tôi hạnh phúc với số tiền tôi đang có. Tôi tận hưởng từng khoảnh khắc của cuộc sống. Tôi biết ơn cuộc sống này. Tôi chấp nhận tiền và sự giàu có là một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi. Tôi cho phép tiền liên tục đến với tôi một cách vô điều kiện trong sự hạnh phúc. Tiền đang liên tục chảy về phía tôi một cách dễ dàng. Tôi đã nhận tiền đến với tôi một cách vô điều kiện. Tôi đã nhận tiền đến với tôi một cách rất hạnh phúc và hào hứng. Tiền đang liên tục chảy về phía tôi một cách thật dễ dàng, đều đặn và liên tục, liên tục, liên tục. Hít vào một hơi thật sâu, đặt trên môi nụ cười và thở ra thật nhẹ nhàng.
Ngày hôm nay, mọi thứ tôi làm, mọi việc tôi tham gia, mọi người tôi gặp gỡ đều đang tạo ra nguồn thu nhập cho tôi. Mỗi ngày khi nhìn vào tài khoản ngân hàng, tôi thấy số dư tài khoản đều đang tăng lên. Mỗi ngày tài khoản ngân hàng của tôi đều về hàng trăm, hàng ngàn dấu cộng. Tôi biết ơn, biết ơn, biết ơn và biết ơn. Tôi biết ơn tiền đã đến với tôi rất dễ dàng. Tôi là người chiến thắng trong trò chơi với tiền. Tôi làm chủ dòng tiền. Việc thu hút tiền đối với tôi quả là rất dễ dàng, dễ dàng. Tiền theo đuổi tôi, tiền chạy theo tôi. Tiền đến với tôi mỗi ngày. Hít một hơi thật sâu, đặt trên môi nụ cười và thở ra thật chậm. Thu nhập của tôi đang tăng lên từng ngày. Tôi thấy ví tiền của tôi đang dày lên và đầy ắp tiền ở khắp các ngăn. Tôi có sự dư giả về tiền để phục vụ mọi nhu cầu về vật chất. Tôi thấy tiền ở khắp mọi nơi. Tôi biết ơn vũ trụ đã luôn yêu thương tôi. Tiền đến với tôi thật đúng lúc. Tiền đến với tôi mỗi ngày. Tiền đến với tôi thật dễ dàng. Hít vào một hơi thật sâu, đặt trên môi nụ cười và thở ra thật chậm. Tiền luôn có đủ cho tất cả mọi người trên thế gian này. Tôi luôn đạt được thứ mà tôi muốn. Tôi càng cống hiến, tôi càng cho đi, tiền càng đến với tôi ngày càng nhiều hơn. Tôi càng giúp đỡ nhiều người thì tiền đến với tôi ngày càng nhiều hơn. Tôi càng yêu quý cuộc sống này, tiền đến với tôi càng nhiều hơn. Tôi càng yêu thương chính bản thân mình và những người thân yêu của tôi trong cuộc sống này, tôi lại có ngày càng nhiều tiền hơn. Tôi càng trân trọng cuộc sống này, tiền đến với tôi càng nhiều hơn. Tôi là tiền, tôi là giàu có, tôi là dư giả, tôi là đủ đầy, tôi là sung túc, tôi là thịnh vượng, tôi là triệu phú đô la. Tôi cảm ơn, tôi cảm ơn, tôi cảm ơn. Tôi là tiền, tôi là giàu có, tôi là dư giả, tôi là đủ đầy, tôi là sung túc, tôi là thịnh vượng, tôi là triệu phú đô la. Tôi cảm ơn, tôi cảm ơn, tôi cảm ơn. Tôi là tiền, tôi là giàu có, tôi là dư giả, tôi là đủ đầy, tôi là sung túc, tôi là thịnh vượng, tôi là triệu phú đô la. Tôi cảm ơn, tôi cảm ơn, tôi cảm ơn. Tôi là tiền, tôi là giàu có, tôi là dư giả, tôi là đủ đầy, tôi là sung túc, tôi là thịnh vượng, tôi là triệu phú đô la. Tôi cảm ơn, tôi cảm ơn, tôi cảm ơn. Tôi là tiền, tôi là giàu có, tôi là dư giả, tôi là đủ đầy, tôi là sung túc, tôi là thịnh vượng, tôi là triệu phú đô la. Tôi cảm ơn, tôi cảm ơn, tôi cảm ơn. Bạn vừa trải qua quy trình thiền tiền với lời dẫn thiền của trang KTT.
nguyện cho tất cả chúng ta có một cuộc sống đủ đầy, đời đời ấm no, giàu có. Trong một vài khoảnh khắc sắp tới, khi nghe từ 3 đến 1, bạn hãy từ từ xoa hai lòng bàn tay ấm nóng, đưa lên mắt và từ từ mở tay, rồi mở mắt và quay trở lại với hiện thực để đón nhận một cuộc sống giàu có đang sẵn ở bên bạn. 3, 2, 1. Chào mừng bạn quay trở lại với hiện thực giàu có vốn tồn tại sẵn bên cạnh bạn.